Cái mô hình của Hội Thánh Chúa tại đây á, thì cái này là cái mô hình cái sơ đồ chức năng, functional structure, là cái sơ đồ chức năng. Cái quyền cao nhất ngoài cái quyền của Chúa rồi á, thì cái hội đồng hội thánh là có cái quyền từ dưới. Tôi thích từ dưới đi lên để mình đẩy lên, chứ mình đẩy mọi người cùng làm việc, chứ không phải mình đè mọi người mà mình nâng đỡ mọi người. Cho nên ở dưới lên, hội đồng hội thánh là cái cơ chế cao nhất, rồi đến các mục sư, ban chấp hành, các ban và các ngành, trong đó các những cái toán hay là những cái đội yểm trợ, và cuối cùng là hội chúng để mà chúng ta phục vụ. Xuyên qua đó chúng ta sẽ đem tin lành của Chúa đến toàn thế giới. Đó là cái chức năng của hội thánh. Tôi muốn chia sẻ với quý vị điều đó. Ngày mai tôi sẽ nói về vấn đề cái chương một vài chương nữa, nhưng mà ngày mai tôi sẽ nói về cái chương là xây dựng cơ sở, chương số 9 đó, xây dựng cơ sở nhà thờ. Thì tôi cũng có một cái PowerPoint tôi chuẩn bị sẵn, khi mà Hội Thánh của Chúa ở đây xây dựng cơ sở nhà thờ đó, thì tôi soạn cái PowerPoint này để cho hướng dẫn Hội Thánh cùng hầu việc Chúa ở trong cái mục vụ xây dựng nhà của Chúa. Cho nên cũng sẽ chia sẻ với quý vị ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ có cái phần chúng ta thi đó. Thì tôi, nếu mà quý vị có computer, xin quý vị mang vào để quý vị làm bài xong thì email cho tôi. Đó là cái rất là cần thiết. Còn nếu quý vị nào mà không có thể email cho tôi được đó, thì tôi sẽ nhờ trung tâm trưởng chấm bài thay cho tôi để mà nộp. Các trung tâm trưởng vui lòng gửi danh sách học viên giùm cho tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có danh sách học viên. Nhưng mà tôi đọc những người mà tôi đã nhận được bài trong mấy ngày qua đây. Tôi đọc không có phải là theo thứ tự gửi bài, nhưng mà tôi viết xuống đây thôi. Quý vị nào chưa có thì quý vị nói cho tôi biết nha. Nguyễn Đinh Hùng, Trần Văn Pháp, Phạm Ly Ly, Hanh Y Y Hanh, Phạm Tướng Nhượng, Lê Tiến Việt, Vũ Toàn Trung, Vân Đến, Quỳnh Văn Đèn, Vũ Toàn Trung, Vũ Toàn Trung là tôi ghi hai lần rồi. Vũ Toàn Trung, Nguyễn Anh Thư, Hồng Văn Tiên, Nguyễn Hữu Phê, Phan Thanh Hiền, Thạch Mini, Danh Nguyễn, Nguyễn Danh Ngọc, Châu Quang Cảnh, Sùng A Chi, Hoàng Thí Mai, Lê Tất Dũng, Thân Ngọc Minh, Hoàng Văn Doãn, Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Thị Cẩm Vân. Đó là những người mà tôi đã nhận bài làm của quý vị. Có ai mà chưa làm mà có học mà chưa làm, hoặc là có làm mà tôi không có ghi tên vào đây? Tôi là Nguyễn. Tôi muốn nói không làm đấy. Bởi vì hai bài dòng thư mục sư ạ. Dạ vâng. Tên gì ạ? Trương Thanh Tùng, cửa nhà 16, mục sư. Nhà 16 tay. Dạ alo. Dạ mục sư có trả lời nhận rồi. Liên hệ phái Thanh Tùng, trung tâm liên hệ phái ha. Dạ dạ. Vâng vâng. Rồi cảm ơn mục sư Tùng. Dạ alo. Dạ xin chào mục sư Lành. Tôi là Nguyễn Tấn Bi ở trung tâm Hội An. Ngày hôm qua tôi có gửi cho mục sư hai bài và sáng nay tôi gửi cho mục sư một bài, không biết sao mà mail. Vâng, Nguyễn Tấn Bình, tôi có thấy Nguyễn Tấn Bình rồi, sáng nay tôi đã thấy mà tôi chưa ghi bài. Ngày hôm qua em có gửi hai bài mục sư ngày hôm qua. Vâng vâng. Ngày hôm kia chứ không phải ngày hôm qua. Ngày hôm kia. Tại vì quý vị gửi về nhiều lắm, cho nên tôi mấy chục người viết mỗi người ba bài, cho nên nếu mà quý vị gửi rồi thì quý vị cho tôi biết rằng tôi ghi vào danh sách. Dạ vâng.
Nguyễn Tấn Pin đã nộp hết 3 bài rồi đúng không? Dạ tôi Nguyễn Tấn Pin đã nộp hết 3 bài rồi. Vâng, dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn. Còn ai nữa không ạ? À? Còn ai mà còn có đã... mà đã nộp bài mà tôi không biết không? Trung tâm Hà Nội là Nguyễn Trọng Bình đã nộp 3 bài rồi ạ. Nguyễn Trọng Bình, hồi nãy tôi chưa đọc hả? Nguyễn Trọng Bình đã có rồi. À. Còn ai nữa không ạ? À, thưa sư, danh sách các học viên tham dự đó thường là cuối mới chuyển. Ờ vậy, cuối khóa là gì? Nếu mà như vậy thì ai vắng ngày nào, tuần nào thì quý trung tâm trưởng có ghi cho tôi được không? Tại vì nếu mà vắng thì phải trừ điểm thì nó mới đồng đều cái nó mới công bình được. Cho nên nếu mà quý vị nào vắng thì quý vị cũng ghi giùm cho tôi là vắng cái bữa đó. Như vậy là ngày mai là chúng tôi có, ngày mai là tôi có được danh sách đúng không? Đúng à. Dạ vâng, vâng. Okay. Cảm ơn. Nếu mà như vậy thì cũng không có nhiều lắm quý vị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 3, 4, 5. Chỉ có 26 người thôi. 26 người cho 4 trung tâm. Mà tôi nghe chương trình này muốn đào tạo tới 100 người là. Nhưng mà trong mình qua mấy... tổng cộng cho đến bây giờ quý vị học được bao nhiêu lớp rồi? Nhớ là 11 môn rồi. Ồ, 11 môn rồi. Mình bắt đầu cái chương trình này bao lâu rồi? Dường như mới có một năm mấy đúng không? 14 ạ. Bắt đầu vào giữa 2014. Bắt đầu tháng 3 năm 2014 đúng rồi. Tháng 3 năm 2014. 11 môn. Bao nhiêu môn thì hoàn tất? Trong năm nay là còn 5 môn nữa đúng không? Còn 5 môn nữa là sau đó thì không biết là trong chương trình là còn cái gì, chắc là phải lúc bây giờ là phân môn theo lựa chọn rồi. Vâng. Môn chung trong năm nay là hình như còn 5 môn nữa. Thế hỏi là còn bao nhiêu môn nữa thì hết mà. Thì chị không biết là năm nay còn năm môn. Mục tiêu anh chị em học là đến 2017 ra trường hả? Hoàn tất. Như vậy là 2017 đi qua Mỹ nhận bằng hay sao? Hy vọng là như vậy. Mình phải có hoạch định chứ. Không biết nếu mà sang Mỹ nhận bằng thế nào. Không về nữa. Quý vị, tôi tin rằng quý vị ráng học mà ra trường thì chắc chắn được đi đó. Tại vì ra trường, tổ chức ra trường thì đương nhiên quý vị được đi nhận bằng rồi. Còn cái chuyện quý vị ở lại không thì cầu nguyện với Chúa rồi quyết định sau. Và mấy tôi hỏi lại là các trung tâm trưởng là mấy môn kia có nhiều học viên học không hay là cũng có khoảng 20-30 người tổng cộng? Ở Hà Nội thì vẫn khoảng 15 người thì đợt này cũng như vậy, còn không biết là như thế nào vậy? Trung tâm tại vì tôi biết rằng có cái nhìn cho 100 người đào tạo, 100 người cho cao học đó, thử coi nó sẽ đi đến đâu. Ở tại Quảng Nam thì cho đến bây giờ thì rơi rụng còn lại bao nhiêu mục sư tiên? Quảng Nam trước lúc khai giảng lớp học này năm 2014 là cỡ là 18 người mục sư. Vâng. Rồi sau đó có chỗ là ông trung tâm trưởng đó là ông không có nộp bài cho anh em.
Vâng. Không có được bài đến gần là hơn là một năm rưỡi ông không được bài cho anh em, cho nên là mục sư đầu mới bỏ cái trung tâm đó và mới đưa ra ngoài này hạp đó mục sư. Vâng. Còn có ba người. Ba người. Cho đến bây giờ thì còn có ba người. À, quý vị cứ trông tín, ba người cũng đi Mỹ được mà. Rồi. Trung tâm liên hệ phái thì quý vị có bao nhiêu người? Cho đến ngày hôm nay thì quý vị còn được bao nhiêu người? Dạ, cho đến ngày hôm nay là 9 người à. 9 người, vâng. Rồi Thiên Ái, Baptist. Baptist Sài Gòn, Baptist. Dạ, Thiên Ái Baptist là 10 người thưa mục sư. 10 người. Dạ. 10 người như vậy bài của tôi vẫn chưa đủ. Nhưng mà thôi để tôi tính sao. Cũng 25, 35, 30 phải là khoảng 37 người thì mới đúng trong danh sách. Nhưng mà tôi đợi quý vị nộp danh sách sao. Hiện tại bây giờ mới có 20 mấy người làm bài thôi. Hy vọng là anh chị em còn sót lại đó. Quý vị đã qua được một số những lớp thì đã biết cách học rồi. Thì hy vọng rằng chúng ta tiếp tục để mà hoàn tất cái chương trình. Công khó của người Mỹ họ bỏ ra họ đào tạo cho chúng ta đó là cái cơ hội đó. Ở bên Mỹ này mà muốn đi học chương trình cao học này đóng tiền nhiều lắm. Rồi, có câu hỏi gì trước khi chúng ta kết thúc không? Có sinh viên hỏi là thầy có khoanh vùng cho việc ôn tập như thế nào cho ngày mai thi không ạ? Thứ nhất là cái bài, thứ nhất là cái mấy cái chương mà tôi chia sẻ vào cái ngày đầu đó, thì quý vị ghi nốt xuống rồi thì biết cái điều gì rồi. Rồi thứ hai là chúng ta tập trung vào các cái chương mà hôm qua với hôm nay chúng ta chia sẻ đó. Thì quý vị tập trung vào nhiêu đó là tôi thấy cũng đủ rồi. Có học viên hỏi là có cái chương mà hôm qua lúc ra với lại thuyết trình nhầm đó thì tóm lại là sẽ tập trung vào chương nào? Chương mà hôm qua nói là chương 4 đúng không? À, chương mới biết đấy thầy ạ. Vâng, nhưng mà chúng ta phải cộng vào thêm chương 3 nữa. Chương 3 và chương 4 luôn. Thêm chương 3 nữa tại vì chương 3 rất là quan trọng. 2 3 4 8 16 chương trong đó đúng rồi có, nhưng mà cũng có chương 1 nữa đúng không? Tôi chia sẻ về chương 1. 1 2 3 4 8 16. Ngày mai thì tôi chia sẻ chương số 9. Ok. Với nhiêu đó chương, quý vị tập trung vào những cái mô hình ví dụ như tôi nói là quý vị những bước nào để xây dựng một cái mô hình đội ngũ, hay là một cái họp ban chấp hành, hay là một buổi họp thì chúng ta nên làm những cái bước nào, hay là một cái công việc, một cái mục vụ thì chúng ta sẽ thẩm định nó như thế nào, khởi đầu và thẩm định như thế nào, thì quý vị có thể trình bày nó có 3 bước. Chúng ta nhìn lại rồi vai trò của mục sư quản nhiệm, rồi cái tầm quan trọng của việc thực hiện ngân sách, rồi đó là những cái điều tôi nghĩ rằng quan trọng ở trong cái lớp học này. Còn cái nội quy và điều lệ thì tôi cũng trình bày với quý vị rồi đó.
Thì tại sao chúng ta một hội thánh cần phải có cái nội quy và điều lệ? Tại vì nếu không có nội quy điều lệ thì không biết thực hiện như thế nào ạ. Rồi, nghỉ ngơi, ngày mai học tiếp rồi xem như là kết thúc rồi đó. Mau không? Ba ngày rồi, chỉ còn ngày nữa là xong một lớp nhớ. Ngày mai chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề bài viết. Dạ. Thưa giáo sư là mình sẽ đi theo dạng trắc nghiệm hay là tự viết ạ? Viết. Tôi không nghĩ cao học mà nên làm trắc nghiệm đâu. Trắc nghiệm thì cử nhân trở xuống thôi. Cao học thì nên viết. Dạ, cảm ơn viết, viết nó mới sáng tạo cái ý tưởng mình được. Rồi chúng ta cầu nguyện kết thúc. Nguyện kết thúc. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài. Cảm ơn Chúa Ngài kêu gọi chúng con vào trong sự hầu việc Ngài. Thì Ngài cũng cho chúng con có một sự quyết tâm ở trong việc trao dồi chúng con để trở thành những người đầy tớ hầu việc Chúa một cách có hiệu quả. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài cho chúng con và được trang bị để qua đời sống chúng con nhiều người được ảnh hưởng một cách tốt đẹp cho vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện chúc phước cho anh chị em chúng con là những người học lớp học này. Nguyện lời của Chúa và những nguyên tắc từ lời của Ngài động lại ở trong tâm trí, trong lòng của anh chị em chúng con. Và nguyện sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời phát lộ qua anh chị em chúng con để anh chị em chúng con áp dụng được những điều mà mình học vào trong mục vụ, hầu cho công việc của Đức Chúa Trời được kết quả qua từng đời sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, ở giữa vòng chúng con thiếu sự khôn ngoan nào, xin Chúa Ngài đổ sự khôn ngoan của Chúa một cách dư dật ở trên chúng con. Ở giữa vòng chúng con có sự yếu kém nào, xin Chúa Ngài ban cho chúng con mạnh mẽ ở trong sự ban phước của Chúa. Và giữa vòng chúng con thiếu ơn nào để chúng con có thể hầu vì Chúa một cách hiệu quả. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện và nhận lãnh những ơn mới mà Chúa ban cho chúng con để chúng con kết quả ở trong sự hầu việc Ngài. Chúa yêu dấu của chúng con, xin Ngài cho chúng con trên hết mọi sự. Và chúng con làm mọi sự vì cớ danh vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và nhìn thấy anh chị em chúng con như là cơ hội để chúng con được hợp tác, như là cơ hội để mà chúng con có thể ảnh hưởng một cách tốt lành cho công việc của Ngài. Con tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài về một ngày mới, ngợi khen Chúa về cơ hội Chúa ban cho chúng con. Con ngợi khen Ngài vì cớ yêu và sự cứu chuộc mà Ngài dành cho từng cuộc đời của chúng con. Chúng con dâng mọi sự trong tay của Chúa, đặc biệt là các anh chị em chúng con là những người được đào tạo ở trong chương trình phối hợp giữa Viện Thần học BS Carroll và Viện Thần học Báp Tế Việt Nam. Xin Chúa ban ơn cho để rồi anh chị em chúng con nắm bắt, ý thức được đây là một cái cơ hội quý báu để mình được trang bị và được thăng tiến ở trong sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời và nguyên tắc cũng như là cung cách hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, con ngợi khen Cha về mọi điều Ngài ban cho và thành kính cầu nguyện ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta nghỉ ở đây. Nhờ cô